Hello, xin chào cả nhà. Buổi sáng vui vẻ à. Bữa nay em mời cả nhà ăn bún riêu cua đồng với em nha cả nhà ơi. Sáng sớm nay em ăn bún riêu cua nha. Cục thịt cả mình kêu luôn cả nhà. Em nấu cũng được kêu nhà làm cái nhà hấp cái nước đi. Ngon quá. Mình đang đói bụng ăn cái gì cũng ngon hết trơn cả nhà ơi. Bún riêu cua này em nấu với củ cải đỏ với củ sắn với rau giá hẹ rồi nè cả nhà. Sáng mà cũng chuyện này kia nọ rảnh nè, cũng tô bún mà ngon rồi cả nhà em. Bún này có thể no tới trưa được. Nước này cũng vừa ăn cái nhỉ. Lâu lâu mà cái nhà cơm không nổi á, ngán cơm mà mình nấu bún cho mình ăn. Bún nhà nào nhà làm ở cái nhà mình nấu theo cái khẩu vị của mình á, mình dễ ăn hơn bún ở ngoài chợ á. Cái này em nghĩ quay chủ đề săn bắt rồi cả nhà ơi. Em quay được chủ đề ăn uống nha, mong cả nhà ủng hộ kênh của em nha.